Cầm lấy coi đi. Linh ứng tự lâu năm không tu sửa, đèn nhang rất ít, cũ nát khó coi, sợ tiếp đãi không chu toàn, làm phiền thiền sư hay dời bước, mời tới chùa khác tu tập. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đã quấy rầy đại sư nghỉ ngơi, đắc tội, bần tăng cáo từ. Còn núp trong đó làm gì? Không mau ra đi. Sư phụ à, từ trước tới giờ người luôn rộng rãi với người khác, tại sao đêm nay sao làm khó Thánh Tạng Tiền Sư vậy? Thiết Bưu à, ngày mai phải đi xuống núi một chuyến đi. Xuống núi làm gì? Không khí ẩm ướt, sợ là ngày mai trời sẽ đổ mưa nữa. Tới đi. Được chưa? Để tôi. Bằng chủ, tình hình có biến.
Ông đi trước đi, tôi báo cho tổng đại chủ. Tứ gia. Lên ngựa đuổi theo. Thiết Bưu. Sư phụ. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Con mới đi đâu về? Con mới ra ngoài đi dạo một chút. Đá ta một cái. Hả? Sư phụ ạ, chuyện này... Đá. Ồ. Ta nói với con bao nhiêu lần rồi, ta dạy võ công cho con là để thân thể khỏe mạnh, không phải để xen vào chuyện giang hồ. Sư phụ à, lúc nãy ở trên đường cô thấy cả một đám người ăn hiếp hai ông già, cô thực sự cảm thấy rất chướng mắt. Sao họ có thể làm như vậy? Cho nên cô mới... Được rồi, không cần nói nữa. Sư phụ. Đại Hùng Bảo Điện. Đại sư ra tay không thấy tay, quyền đánh tới không biết. Thân trí tương thông, hôm nay khiến cho Cận Nam mở rộng tầm mắt. Trần đà chủ, cất bước như mèo đi, vận động như kéo tơ, lão nạp cũng thấy tràn đầy cảm xúc. Đại sư quá khen. Đại sư võ công cái thế, nhưng không màng danh lợi. Cận Nam đã gặp tiền bối tri kỷ, cả đời không tiếc. Trần đại chủ quá khen rồi. Chúng ta qua bên này nói chuyện. Mời. Thiết Bưu. Sư phụ. Chào Trần đại chủ đi. Trần đại chủ. Trần đại chủ mời. Sư phụ mời. Trần đại chủ có chuyện gì tới thăm Hàn Tự, xin cứ nói thẳng. Đại sư tuệ tâm hơn người,
Cận Nam thực không dám giấu. Mời nói. Gần đây Thiên Địa Hội nhận được mật báo, Hoàng Thúc A Nhĩ Thái bắt đầu hành động. À, mời. Ông ta đã chuẩn bị quân phí để khởi nghĩa, dự định sẽ hợp tác với lại người Nhật Bản. Người Nhật Bản? Người Nhật vì muốn có được bản đồ phòng thủ ở bên bờ biển, đã ra giá 3 triệu lượng vàng. Có vẻ như Hoàng Thúc muốn bán nước rồi. Trần Đà Chủ có dự định gì? Cận Nam dự định tập hợp người của Thiên Địa Hội lấy lại tấm bản đồ bí mật quốc phòng này. Đúng vậy. Tấm bản đồ đó nếu như vào tay của người Nhật Bản, hậu quả sẽ khó lường. Đúng vậy. Mật báo đáng tin không? Vô cùng đáng tin. Nghe nói sẽ giao dịch trong mấy ngày này. Đại sư à, vì nước vì dân, Thiên Địa Hội và A Nhĩ Thái chắc chắn sẽ khó tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu. Trận chiến giữa Thiên Địa Hội và A Nhĩ Thái chắc chắn sẽ làm tổn thương rất nhiều chúng sinh. Đại trưởng phu có điều nên làm và không nên làm. Vì đại nghĩa của dân tộc chỉ có một lựa chọn. Trần Đà Chủ à, lão nạp bị mù hai mắt, đi lại bất tiện, không thể giúp cho Thiên Địa Hội một tay được rồi. Thực sự thấy vô cùng hổ thẹn. Đại sư quá lời rồi. Lần này Cận Nam đến đây, có thể thăm hỏi đại sư cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Trần Đại Chủ à, lần này xuất chiến tuyệt đối phải đề phòng người Nhật Bản. Bọn chúng đang ở gần đây. Hơn nữa, võ công cũng rất tinh nhuệ. Người Nhật đang ở gần đây sao? Không giấu gì cậu, lão nạp cũng đã có giao đấu với bọn chúng rồi. Thật không ngờ hành động của họ lại nhanh như vậy. Bây giờ đã tới Linh Ứng Tự rồi. Trần Đà Chủ cũng đã phái người lên núi nghe ngóng rồi phải không? Cận Nam đã điều tra được. Hắc y cao thủ A Nhĩ Thái phái đi đã xuất hiện dưới chân núi rồi. Xem ra giao dịch giữa A Nhĩ Thái với người Nhật Bản là ở gần khu vực Linh Ứng Tự. Đại gia cho tôi tiền đi, đại gia cho ít tiền. Hãy báo với Hoàng Thúc, Tử Lân thượng nhân cầu kiến. Tử Lân thượng nhân thỉnh an Dương gia. Dương gia Cát Tường. Đại hiệp mời ngồi. Mời Dương gia. Dương gia, cháu gọi Tử Lân tới có chuyện gì hay không? Ta đã mời thượng nhân ra mặt thì dĩ nhiên không phải là chuyện tầm thường rồi. Nếu như đây chỉ là chuyện nhỏ, làm sao dám làm phiền thượng nhân đại gia? Tử Lân xin được lắng nghe. Linh Ứng Tự. Thánh Tạng Thiền Sư tới đây để tìm đón phải không? Đắc tội rồi, đắc tội rồi. Người tới Trung Nguyên để làm gì? Thả hắn ra đi. A Mã, người tìm con sao? Ý. Đây là những gì mật thư nhắc tới, bản đồ phòng ngự bờ biển sao? Người bán cho người Nhật thật sao? Bức tranh này trị giá 3 triệu lượng sao?
Đây chính là một vật vô giá. Vậy tại sao phải bán cho bọn họ làm gì chứ? A Mã cần bạc gấp để chuẩn bị quân phí. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. A Mã, chuyện này có nhiều người biết hay không? Còn nói coi. Những người biết được chuyện này chỉ có con. A Mã, người vốn là hoàng thúc của nhà Thanh. Con không muốn A Mã phải phạm tội đâu. Con cầu xin A Mã, chuyện này cứ giao cho con xử lý đi. Ta đã mời Tử Lân Thượng Nhân tới bảo vệ. Tử Lân Thượng Nhân? Hơn nữa Tử Lân Thượng Nhân cũng đã tới rồi. Con muốn nhắc nhở A Mã. Theo như con biết, Tử Lân Thượng Nhân có một kẻ thù. Võ công của họ không phân cao thấp. Lỡ người đó tham gia vào chuyện này thì phần thắng của chúng ta có thể sẽ không lớn. Làm sao mà ta không biết đạo lý biết người biết ta trăm trận trăm thắng này chứ? Người đó ta đã mời về đây rồi. Hơn nữa ta cũng đã cho người Nhật đi giải quyết rồi. Vậy xem ra lần này A Mã thực sự trong tình thế bắt buộc rồi. A-di-đà Phật. Sao hôm nay hòa thượng lại ăn mặc như vậy chứ? Cung bổn thắng nam thỉnh an bối lạc gia. Bối lạc gia mời. Đi. Dư. Bối lạc gia, 300 vạn lượng này, mời cậu xem qua. Bối lạc gia, mẫu tiên sinh không sao chứ? Bạch Ngọc Bình của ta, Bối Lạc Gia chơi ta rồi. Đi thôi. Hey!
theo chúng đi. Bố Lạc Gia, Bố Lạc Gia, Bố Lạc Gia, Bố Lạc Gia, mau tìm Bạch Ngọc Bình lại cho ta đi. Nếu không, phải để vàng lại. Trần Tổng Đà Chủ, Trần Tổng Đà Chủ, hai vị dứt giả rồi. Đi theo ta. Nơi này không tiện ở lâu, hai vị mau chóng đi đi. Đà chủ bảo trọng. Để Bạch Ngọc Bình lại đi.
tại hạ có việc quan trọng, hôm khác sẽ nói với các hạ. Nếu Trần đà chủ có chuyện quan trọng, tại hạ cũng không tiện giữ lâu. Nhưng mà xin hãy để Bạch Ngọc Bình lại đây. Muốn lấy Ngọc Bình thì tự tới lấy đi. Thật không ngờ Trần đà chủ lại quý nó tới như vậy. Được, vậy thì ta sẽ tự tới lấy vậy. Ôi! Một chút, bỏ tay của đệ xuống đi, đừng có đi như vậy, đi bình thường coi. Tay đưa lên, giơ chân cao một chút, không được cong người. Đỗ lão đại. Sư phụ, đưa sư phụ về phòng đi. Hai đệ đó đứng ở ngoài canh cửa, không được cho ai vào trong hết, biết chưa? Dạ. Còn các đệ nữa, phải nhớ canh chừng ở ngoài sân, có nghe thấy chưa hả? Dạ. Sư phụ, nhanh lên. Từ từ thôi. Không sao. Từ từ thôi. Nào, Minh Nại, lấy ít nước tới đây đi. Được. Sư phụ còn đau không? Đỗ lão đại, mau mời Lan Trung tới đây đi. Để ta hỏi xem sư phụ vì sao bị thương. Tùy tiện mời Lan Trung sẽ rắc rối đó. Mũi làm gì vậy? Nè. Hả? Hai đứa thì thầm cái gì vậy? Không có gì. Sư phụ bị thương rất nặng, mũi sợ sư phụ sẽ chịu không nổi. Đưa tiền cho ta, mũi chăm sóc sư phụ, ta đi mời. Mũi không có tiền, tiền ở chỗ sư phụ mà. Vậy hay mũi đi đi.
Thí chủ, Trần đại chủ. Sư phụ, Trần đại chủ bị thương rồi. Sư phụ. À, Thiết Bưu à, đóng cửa lại đi. Dạ. Đại sư, bình hoa này ai giao cho? Thiên địa hội, giao cho thiên địa hội. Sư phụ à, ngươi ăn một miếng đi. Ta đợi hắn hơn 20 năm rồi, cuối cùng hắn cũng tới. Là ai vậy? Trần đà chủ, võ công cái thế, chỉ có hắn mới có thể khiến đà chủ bị thương. Sư phụ à, ngươi đang nói rốt cuộc là ai vậy? Sư bá của con, Tử Lân thượng nhân. Sư bá của con hả? Đúng. Hắn vốn mang họ Nghiêm, là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự Đại Từ Đại Sư. Sư phụ truyền Thiếu Lâm thập bát la hán quyền lại cho ta. Hắn vô cùng ganh ghét, lên cơn tức giận phản bội sư môn. Vậy những năm qua, ông ta sống ở đâu? Ngoài quan ngoại, tập trung nghiên cứu công phu tà giáo. Nói như vậy, sư bá cũng là tuyệt đỉnh cao thủ sao? Bưu Nhi, con nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không được để cho hắn biết con là ai. Nếu như có gặp hắn thì bỏ trốn, tuyệt đối không được vào đâu. Tại sao vậy? Hắn tự lập môn phái, vô cùng hung ác, con không đánh lại được. Người cũng không đánh lại hắn sao? Đôi mắt này của sư phụ là do hắn hại tàn phế. Tại sao người xuất gia quy ẩn ở Linh Ứng Tự? Ta ở Linh Ứng Tự tu hành hơn 20 năm rồi, ngộ ra được một bộ Thái Cực Loạn Hoàng Quyết. Bưu Nhi, bây giờ con đã trưởng thành rồi, ta truyền lại bộ quyền pháp này cho con. Một là gì? Bảo vệ tính mạng cho con. Hai là không phụ sự gửi gắm của cha mẹ con với ta. Sư phụ, người xuất gia dĩ hòa vi thiện, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Bất cứ lúc nào cũng không được nói dối, cũng không được tự phụ. Con có nhớ rõ chưa? Đa tạ sư phụ đã giáo huấn, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Loạn hoàng Phật pháp khó vượt qua, trên dưới tùy hợp hay vô cùng. Bảy kẻ thù vào dòng hỗn loạn, bốn lạng có thể đấu ngàn cân. Di chuyển thủ cước dọc và ngang, thủ trung đảo ngược thành hư không. Muốn biết hoàng trung pháp ở đâu, nếu đánh đúng chỗ sẽ thành công. Đại Hùng Bảo Điện.
địa chấn cao cường, nhất mạch khê sơn thiên cổ tu. Bốn triều đại hải, tam hợp hà thủy, vạn niên lưu. Địa chấn cao cường, nhất mạch khê sơn thiên cổ tu. Bốn triều đại hải, tam hợp hà thủy, vạn niên lưu. Nơi mà con muốn tới? Kinh thành Bát Phương Trà Trang. Người con muốn gặp? Chưởng quỹ Trà Trang, Dương Cảnh Sơn. Đi đi, ra khỏi cổng núi này rồi, con đừng bao giờ về đây nữa. Sư phụ à, người hãy đi cùng với con đi. Dám trái lời sư phụ sao? Đứng lên. Còn nhớ bí quyết võ công ta đã dạy con không? Còn nhớ. Nói. Thứ nhất là tĩnh tâm thính. Thứ hai là hợp thực cương. Ý lĩnh khí, khí tùy ý. Chỉ cần có thể tâm thần hợp nhất thì mới đạt được trạng thái nhất quán trên dưới, bên trong bên ngoài. Mau xông vào. Tâm tức thị vận. Hòa thượng bên trong nghe đây, lệnh cho các ngươi mau giao ra Bạch Ngọc Bình. Nếu các ngươi không giao ra thì ta sẽ đốt ngôi miếu này của các ngươi. Lên. Lên. Khoan đã. Bối Lạc Gia, Bạch Ngọc Bình đó, hãy để cho Tử Lân thượng nhân này đi lấy đi. Tên mù kia, thật không ngờ là ngươi vẫn không chết, mà còn luyện được công phu cao thâm tới như vậy. A-di-đà-phật, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thích Trí à, niệm tình chúng ta là huynh đệ đồng môn, chỉ cần ngươi giao nghịch tặc Trần Cận Nam ra đây, ta sẽ không làm khó cho ngươi đâu. Ngươi muốn gặp Trần Cận Nam dễ thôi, hắn trên đường xuống Hoàng Tuyền đợi ngươi đó.
Người nói Trần Cận Nam chết rồi sao? Vậy được, đưa Bạch Ngọc Bình ra đây cho ta. Bạch Ngọc Bình đang ở đây, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Tên mù kia, năm đó tha mạng cho ngươi là ta từ bi. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền, coi như ta trượng nghĩa. Thích Triết, nghe nói 20 mấy năm qua ngươi khổ luyện công phu để đối phó với ta. Ngươi nghĩ thế nào? Xuất chiêu đi. Quả nhiên là cao thủ. Bắn tên! Bố Lạc Gia, không thể bắn tên được. Không thể bắn tên. Không thể bắn tên. Dựa vào ngươi, tự xưng bản thân là Tử Lân thượng nhân, ta thấy Tử Lân hạ nhân thì đúng hơn. Bắn tên! Bố Lạc Gia, ngài không thể bắn tên được. Tôi đã đợi hắn 20 mấy năm rồi, vì tôi muốn quyết đấu một trận sống còn với hắn. Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia. Là Thiết Bưu tiểu sư phụ à? À đúng rồi, ta chính là bạn thân của Thích Trí đại sư và Trần đà chủ. Đều là thiên địa hội liên lụy lên Ứng Tự và Thích Trí sư phụ. Tiểu sư phụ có biết tung tích của Trần Cận Nam không? Làm sao tôi có thể tin tưởng ông được? Tôi nghĩ Thích Trí sư phụ có nói cậu biết hàm ý của động tác này rồi. Thích Trí sư phụ nói Trần Tổng Đà Chủ đã được an táng dưới gốc cây Bồ Đề ở Hậu Sơn. Ta nhất định sẽ báo cho Càn Khôn trưởng lão và các huynh đệ của thiên địa hội tới gốc cây Bồ Đề để tế bái
À phải rồi, lão hủ có việc phải làm, phải đi trước một bước. Tiểu sư phụ phải nhớ bảo trọng, sau này chúng ta gặp lại. Bối Lạc Gia tìm được Bạch Ngọc Bình rồi. Nè, làm gì? Ta vô tìm người. Rồi rồi rồi, các vị nhìn nha, nhìn nha, nhìn nha, nhìn nha. Đặt xong mấy ta ra, đặt xong mấy ta ra. Rồi, đặt xong đi, xíu, đây, xíu, đây, xíu. Rồi, đặt xong chưa, đặt xong chưa. Rồi, xíu, bị nha, xíu rồi, xíu nha. Rồi, chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa. Đặt nè, rồi, mở đi, mở đi. Rồi, đi, mở đi, mở đi. Mở đi, mở đi, mở đi. Đặt tiếp đây, không ăn được dáng nào luôn á. Hay quá, hay quá. Đặt đi, đặt đi. Đặt đi, xíu. Xíu, lần này ta tin là xíu. Rồi, đặt tiếp đi, đặt tiếp đi. Xíu, đi. Rồi, đặt xíu đặt hả? Đặt tiếp nè. Địa chấn cao cường, nhất mạch khai sơn thiên cổ tú. Rồi, đặt xong thả ra nha. Hôm nay là cái ngày gì? Đặt xong thả ra. Ôi trời ơi, đặt đây. Mở đi, mở đi. Địa chấn cao cường, nhất mạch khai sơn thiên cổ tú. Đặt đi. Đặt xong lấy ta lên, đặt xong lấy ta lên. Rồi, đặt lên, đặt lên. Rồi, phui. Đây. Cao sơn lưu thủy, ý trường tại. Địa chấn cao cương, nhất mạch khai sơn thiên cổ tú. Đập quán. Tìm người. Tìm người nào? Tìm người biết địa chấn cao cương, nhất mạch khai sơn thiên cổ tú. Người đâu? Dạ. Kéo tình phá quán này, quăng ra ngoài cho ta. Đi, đi, đi. Gì vậy? Ta tới đây tìm người mà. Lớn chuyện rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đánh nhau rồi. Ta tới đây tìm người, tìm được sẽ đi ngay. Ôi trời, đánh ghê. Nhớ xem, nhớ xem đi. Tớ lũ đủ màu đây. Nếu còn đi theo ta nữa, ta sẽ không khách sáo đâu. Thiếu ưu à, không nhận ra ta hả? Là ta, Tiểu Cao nè. Quân công ngoan ngoãn ở Linh Ấn Tự làm hòa thượng, chạy tới đây làm gì? Linh Ấn Tự bị đốt, sư phụ viên tịch rồi. Ta tới đây để tìm kế sinh nhai. Ha, nhìn huynh như vậy tới kinh thành sao sống nổi chứ. Huynh coi huynh nói kìa. À đúng rồi, tao hỏi huynh, cái Bát Phương Trà Trang sao lại trở thành sòng bạc Bát Phương vậy? Ta nói huynh nghe nha, Bát Phương Trà Trang trước đây là phân đà của Thiên Địa Hội, sau đó đã bị triều đình tịch thu rồi. Hả? Người của Thiên Địa Hội đâu? Chủ sự Dương Cảnh Sơn thì còn những người khác, phần bị bắt, phần thì trốn, chạy hết rồi. Quan ở đây biến Trà Trang này thành sòng bạc rồi. Như vậy có nghĩa là những người khác đều không còn. Nè, ta nói huynh nghe, ở kinh thành không được nhắc tới ba chữ Thiên Địa Hội này, bị chém đầu liền đó. Ồ. Nè, vậy huynh đang làm gì ở đây vậy? Ta làm tiêu sư ở tiêu cục đó. Cái công phu mèo ba chân của huynh mà cũng làm tiêu sư được hả? Ê, làm tiêu sư không nhất định phải biết võ công nha, chỉ cần vào tiêu cục có chỗ dựa rồi, tệ cỡ nào cũng được làm bốc vác ở trong kho. À, nè, bỏ lên. Ê, nhìn lên. Nè, bỏ lên. Bỏ lên. Nè, nè, nè. Bỏ lên, bỏ lên. Nhìn lên nữa. Đùa anh Hải. Hải tới rồi hả? Tới rồi hả? Sớm vậy. Là tới rồi. À, làm gì? Làm việc. Tới rồi hả? À, dạ dạ dạ. À, đại ca, giới thiệu cho huynh, đây là bằng hữu của đệ. Huynh có thể để hắn ở đây giúp đỡ huynh làm kiếm ít tiền không?
mong huynh nhận cho. Huynh đại ruột hả? À, vậy thì không phải. Không hiểu quy tắc, biến. Đại ca, là vậy. Bằng hữu của đệ sức khỏe tốt, còn biết võ công nữa, một mình chấp 7-8 người cũng không thành vấn đề. Mình hắn đánh 7-8 tên. À, giỡn mặt với ta. Đại ca, để nói thiệt mà. Thả ta ra ngay. Chán sống rồi. Thả ra. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Lùi lại. Ta không thả thì sao? Đau, 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 đau. Lấy tiền lại đi. Bỏ đi, bỏ, bỏ đi, bỏ đi. Đau. Chúng ta đi. Nè, nè. Bắt hắn lại, bắt chúng lại. Đánh chết cho ta. Mọi người bình tĩnh đi. Đừng đánh, đừng đánh mà, đừng đánh mà. Đi. Tiệm dệt may Cổ Hiên, tạp hóa Vinh Sương. Tiểu Cao ơi, Tiểu Cao, bằng hữu ngươi không phải đánh rất giỏi sao? Ta cũng khiến ngươi nếm được cảm giác bị bẻ tay. Đánh đi, đánh đi. Kiều hắn tới đánh ta đi. Tới đánh ta đi. Đau đúng không? Đáng đời. Đâu? Hắn ta đâu? Thiệt bộ. Thả người ra. Gan cũng lớn quá ha. Thả hắn ra. Người nói gì? Thả hắn ra. Mà tao nghe không có rõ. Người mới nói gì? Thả hắn ra. Tao nghe không rõ. Dừa tay. Được lắm tiểu tử, con nghĩa khí lắm, hợp ý ta lắm. Ta không làm khó người nữa. Người đi đi. Thả người ra. Thả người? Thả người đơn giản thôi. Nhưng mà ngươi trong vòng 3 chiêu phải đánh thắng hắn cho ta. Tiểu tử, đánh lén không phải là hảo hán đâu. Lần này không tính. Thả người ra. Thả người? Trong vòng 3 chiêu, nếu ngươi đánh thắng hắn ta, ta nhất định thả người. Nhưng mà nếu như thua. Đi. Đứng lại. Ta đã thắng rồi mà. Đi thì cũng được thôi. Nhưng mà lần này á, ngươi phải đi với ta trước. Đi. Lợi hại thiệt đó.
phải rồi. Phải công nhận hắn lợi hại thiệt. Võ công của hắn lợi hại thiệt chứ. Ông đánh hắn đi. Võ công cao quá. Đúng rồi. Võ công hắn lợi hại quá. Đánh là chết luôn á. Dương gia, Tử Lân làm việc thất bại, phụ kỳ vọng của ngài, xin Dương gia thứ tội. Ê, thượng nhân nặng lời rồi. Chuyện đời khó lường mà ha. Người tính không bằng trời tính. Đúng là quá đáng tiếc mà. Ta cứ tưởng hôm đó sẽ được thấy một trận đối đầu quyết liệt. Nhưng mà đáng tiếc, không ngờ được Trần Cận Nam lại chạy thoát dưới tay của đại sư. Dương gia, nếu như Tử Lân vô tài vô đức thì xin cáo từ. Thượng nhân dừng bước. Con ta còn trẻ, nói năng vô phép, hy vọng thượng nhân vuốt mặt nể mũi. Ta biết là thượng nhân là người dân du tứ hải, tuyệt đối không muốn ở lâu tại một nơi nào. Nhưng mà ta có chuyện cực kỳ quan trọng, thật sự muốn nhờ thượng nhân giúp ta xử lý sạch sẽ. Dương gia có lời thì cứ việc nói thẳng. Ngài biết đó, lần này ta với người Đông Doanh đang làm ăn, bên Đông Doanh không lấy được thứ bọn họ cần, vậy nên người này không chịu bỏ qua chuyện đó. Sư bá, giảng bối thỉnh an sư bá. Hôm nay đang có việc quan trọng, xin sư bá hãy để cho tôi đi. Cho đi à? Nói nghe dễ dàng quá. Tiểu tử ngươi từng thoát khỏi tay ta cũng 2-3 lần gì rồi. Được, để cho ngươi đi cũng được thôi. Nhưng mà hôm nay ngươi bắt buộc phải tỉ thí với ta một trận. Sư bá, đừng làm khó cho giảng bối nữa. Nếu như ngươi muốn đi qua từ chỗ của ta thì hôm nay bắt buộc ngươi phải thắng được ta. Hai huynh đệ hãy mau đi tìm cô bé đó đi. Nếu như đúng là thiên hầu thì hãy đưa về sơn trại. Được, được. Muốn đi đâu? Dừng tay. Thiệt mưu, ngươi còn không ra tay sao? Tiền bối, ông đừng ép tôi phải ra tay. Ta đang muốn ép người đó. Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Ông có biết hay không, nếu như tôi không cứu ông, chỉ cần tôi buông tay là ông sẽ chết ngay lập tức. Thiệt mưu, lão phu không cần sự thương hại của ngươi. Buông tay ra đi. Ông 5 lần 7 lượt ép tôi, nhưng lần nào tôi cũng nhịn ông. Ông có biết tại sao tôi cứu ông hay không? Bởi vì là lời dặn của sư phụ tôi. Tôi cho ông biết, không vì lý do đó thì hôm nay ông chết chắc rồi. Đừng có nhắc tới lão mù đó với ta. Ta không có mang ơn đâu. Tử Lân thượng nhân, tôi không nói với ông nữa. Hôm nay tôi cứu ông, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy ông nữa. Thiết mưu, nếu ngươi là nam nhân thì bước ra đây đi. Đừng có bắt chước sư phụ của ngươi học cái trò rùa rụt cổ như vậy. Ta biết là bây giờ ngươi hay đi chung với cái bọn mã tặc đó. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta cho ngươi 2 ngày. Trong 2 ngày nếu như ta không thấy bóng dáng của ngươi, ta sẽ tới săn bằng ổ của bọn mã tặc đó.
Sao đệ không chịu suy nghĩ gì hết vậy? Đệ nghĩ sao mà để Đỗ lão đại một mình vào Ngô phủ chứ? Đệ cũng đã nói rồi, huynh ấy không nghe. Không nghe cũng phải kéo đệ ấy lại. Giờ thì tốt rồi, khó khăn lắm mới có chút tin tức, Thiên Hồng vẫn chưa tìm được. Đỗ lão đại lại mất tích luôn. Đỗ lão đại không mất tích, chắc chắn đã bị Dận Kiệt bắt đi. Trước đây Dận Kiệt hay đến gánh xiếc của bọn đệ chơi, hắn nhận ra Đỗ lão đại. Đỗ lão đại này hiện giờ có thể ở đâu được chứ? Dận Kiệt đã đốt phủ của Ngô Bá Thiên, chắc chắn sẽ không ở lại Bàn Thành, cũng không chừng là đang ở nơi nào đó ngoài thành. Ngoài thành? Đinh đại, để có biết đường tới núi Thanh Long hay không? Ừ, dạ biết. Tốt quá, bây giờ để tới núi Thanh Long tìm Thiết Bưu và sư phụ đệ, nói chuyện này với ông ấy, xem có nghĩ ra cách gì hay không. Chuyện này cho Mã trại chủ biết không? Nếu như đệ có gặp thì cho quên ấy biết. Bây giờ đệ mau đi đi, nhớ kỹ, đi mau rồi trở về. Đi đường nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì, có biết không? Được, vậy đệ đi đây. Đi đi. Đa đa, Tú Dương tỷ, để đệ tiễn huynh ấy ra ngoài thành. Không được, lỡ ta phải ra ngoài, trong nhà không thể không có ai. Tú Dương tỷ, đệ không nhớ đường ra ngoài thành lắm. Được rồi, vậy để ta đưa đệ ra ngoài thành. Đi. Tú Dương tỷ, để đệ đưa ca ca đệ đi cho. Đến lúc đó lỡ Thiết Bưu ca ca trở về, hai người cũng có thể cùng nhau bàn bạc. Đệ đi rồi sẽ quay về ngay. Hay là như vậy, đệ đưa đệ ấy đi, đưa xong phải trở về ngay. Bây giờ ta phải về Ngô phủ, xem có còn sót lại manh mối gì của chúng hay không. Hả? Được, bây giờ ta đi đây. Ừ. Đệ đi chuẩn bị đi. Ca ca. Đợi đã. Đi. Linh tiểu, cho huynh biết, đệ muốn đi cứu Đỗ lão đại phải không? Phải đó, đệ không thể thấy chết không cứu. Không được, quá nguy hiểm, huynh không yên tâm đệ, tốt hơn đệ đừng đi. Không sao ca ca, sư phụ từng nói chúng ta đều là những đứa trẻ mạng lớn, đệ không chết đâu, huynh yên tâm đi. Ừ. Đi. Đi. Thanh Phong trại. Ê, sư phụ, là Đinh Đại. Hả? Là Đinh Đại. Đinh Đại. Đinh Đại. Đinh Đại. Tương thân Dương phủ. Bẩm Dương gia. Có chuyện gì nói. Dương gia, Bối Lạc gia sau khi xông vào phủ của Ngô Bá Thiên, vừa không bắt được Ngô Bá Thiên lẫn sư gia đó, Bối Lạc gia trong lòng tức giận đã đốt luôn cả phủ của Ngô Bá Thiên rồi rút khỏi Bàn Thành. Dương gia, ngài thấy? Truyền lệnh của ta kêu Bối Lạc gia tức tốc về kinh gặp ta nè. Dạ. Bản đồ phòng thủ chưa tìm thấy, giờ lại còn đắc tội Ngô Tam Quê. Giận Nhi ơi là Giận Nhi, không nên làm con lại làm. Sao con lại đi đốt phủ của Ngô Bá Thiên chứ? Không lẽ ông trời muốn diệt ta rồi sao? Sư phụ, Dận Kiệt xông vào Ngô phủ,
còn đốt diện của Ngô Bá Thiên nữa. Nhưng hình như bọn họ vẫn không bắt được Ngô Bá Thiên. Con vượt đường xa tìm đến chỗ của ta chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao? Còn nữa? Còn chuyện gì nữa? Còn chuyện gì nữa? Nhìn sư phụ đi, nhìn ta đi. Đừng sợ, có sư phụ đây. Mau cho tao biết đã xảy ra chuyện gì hả? Sư phụ, Đỗ lão đại bị Dận Kiệt bắt đi rồi. Người mau cứu huynh ấy đi. Phải làm sao đây? Tại sao là như vậy? Tại sao lại như vậy? Thiệu Dương, sư gia tới rồi. Thiên Hồng. Thiên Hồng, có nhớ sư gia không vậy? Con không có nhớ, là Ngô lão gia nhớ không đó. Các con ngồi đây để làm gì ạ? Ở trong nhà dơ và bừa bộn, tụi con ra đây cho thoáng một chút. Ta vô nói với lão gia chút chuyện, lát nữa dẫn các con đi săn gà rừng, chịu không? Dạ được. Nhìn dáng vẻ của Chu sư gia như vậy, có thể là sẽ có tin tức tốt lành. Nhưng tin tốt lành của họ thì liên quan gì tới chúng ta chứ? Ê, Thiệu Dương, huynh nghĩ xem, hôm đó Tiếp Bưu đại ca chắc là đã nhìn thấy chúng ta, có phải không? Đúng, ta nhìn thấy rất rõ ràng, huynh ấy đã chạy về phía chúng ta. Vậy tại sao đã chạy như vậy rồi lại không thấy đâu? Có phải là do chúng ta ngồi quá thấp nên mọi người không nhìn thấy chúng ta không? Không đâu, ta nghĩ rằng đang trên đường đi, chắc chắn họ đã gặp phải những chuyện gì đó ngoài ý muốn. Thiệu Dương, huynh nghĩ Ngô Bá Thiên có nhốt chúng ta lại ở đây không? Không đâu, nếu nhốt chúng ta cũng coi như ổng tự nhốt mình. Vậy phải làm sao đây? Chắc chắn là sẽ có cách. Chắc chắn. Lão gia, khoan nói gì hết, để cho ta yên tĩnh một chút đi. Lão gia, tất cả đều tiến hành theo đúng kế hoạch của ngài. Chỉ có duy nhất một chuyện sai khác, Dận Kiệt đã cho đốt Ngô Trạch rồi. Cái gì? Dận Kiệt đã đốt nhà của ta? Phải, hắn ta muốn ép ngài vô đường cùng. Đốt tốt lắm, đục cháy cái này, triều đình lại cho ta một cái khác càng lớn hơn. Triều đình sẽ cho ngài? Một quan phủ bỏ tiền ra, chẳng phải là triều đình cất cho ta sao? Ê, lão gia, ngài nghĩ là về chuyện này Dương phủ sẽ bồi thường cho ngài sao? Bản thân ông ta là Bối Lạc gia, đốt nhà của ta không có lý do, Dương phủ của họ nên xuất tiền bồi thường rồi. Ê, lão gia, rốt cuộc trong lòng ngài đang có suy tính gì vậy chứ? Tất nhiên ông không hiểu được rồi. Thực ra tất cả các kế hoạch đều không phải do Dận Kiệt đưa ra, hắn chỉ là một con tốt thôi. Người thật sự tạo ra sóng gió đó chính là A Nhĩ Thái Dương gia. Chẳng qua chỉ là con tốt vượt qua sông này đã quá hấp tấp, không có đường lui. Ta cho hắn mượn dân đoạn, hắn không đi dẹp mã phỉ, ngược lại bá chiếm Ngô phủ của ta, coi như là ở bàn thành cướp, giết, đốt, dọa. Mọi người đều nhìn thấy. Nếu như triều đình một khi nhận được tấu sớ, ta nghĩ rằng A Nhĩ Thái Dương gia và Dận Kiệt đều sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lão gia, vậy liệu rằng khi nào sẽ có tấu sớ đây? Nếu như dự đoán của ta không sai thì Dận Kiệt vẫn chưa tới kinh thành, thánh chỉ sẽ được ban thôi. Con trai tỉnh rồi sao? Lão bá, đây là đâu vậy?
Đây là nhà của ta. Tại sao tôi lại ở đây? Vì cậu bị thương, ta nhờ người đưa cậu tới đây. Đa tạ lão bá, có ơn cứu mạng. Hôm qua, ta lên núi để hái thuốc, thì nhìn thấy cậu đang hôn mê bất tỉnh. Nếu như ta không nhờ người đưa cậu về đây, thì e rằng cậu khó giữ tính mạng rồi. Đừng nên nói nhiều nữa, vết thương trên người cậu, ta cũng đã dùng thảo dược đắp cho cậu. Nhưng vết thương bên trong, e là phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Được, hãy nhớ rõ đi. Ta cho ngươi 2 ngày. Trong vòng 2 ngày mà ta không thấy bóng dáng của ngươi đâu, ta sẽ sang bằng sau ngươi có bọn mã tặc đó. Nè, mau nằm xuống đi. Lão ba, Thiết Bu đã có chuyện rất quan trọng, không thể ở lại đây được. Nhưng bây giờ cơ thể cậu thật sự rất yếu, không bước xuống được. Không thể quan tâm được nhiều nữa. Lão bá xin hỏi là, ông có từng nhìn thấy 2 đứa trẻ ở bên ngoài hay không? Không thấy. Lão bá, đại ân cao như núi, tôi nhất định sẽ quay trở lại, đền đáp công ơn trời biển của ông. Ngươi lại có tin rất gì mới không? Tình báo của cấp trên rất kịp thời. May mà chúng ta đã rời khỏi bãi đá cùi sau khi Dận Kiệt thiêu rụi Ngô phủ. Mà quay trở lại đó, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tú Vân Tỷ! 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 Sư phụ, không có ai, không có ai. Ngồi đây chờ một chút đi. Dạ. Mọi người về rồi hả? Tú Vân Tỷ. Tú Vân Tỷ. Mấy người kia đâu? Mấy người kia đang ở cùng Nhị Mao. Tú Vân à, Đinh Tiểu không ở cùng với cô sao? Đinh Tiểu? Đinh Tiểu đã đưa Đinh Đại ra khỏi thành rồi. Đinh Tiểu đâu? Đệ cũng không biết. Ê, thằng nhỏ này lại chạy đi đâu nữa rồi? Cho. Cho người 2 lựa chọn. Thứ nhất, dạy ta hát kịch. Thứ hai, cứ tiếp tục ngâm mình trong nước đi. Với cái giọng dịch đực của ông mà muốn hát kịch sao? Đừng có chà đạp lời ca. Vẫn còn ương ngạnh sao? Người đâu, đưa cho ta chút nước ớt cây, đem trút cho hắn uống, để hắn biến thành một con dịch đực. Đừng như vậy mà. Tôi dạy được rồi chứ. Đừng có ương ngạnh là êm chuyện rồi, còn ít mang tội với ta. Mau qua đây. Thiệt tình mà. Đỗ Lão Đại, trước tiên hát ta nghe bài nào ngươi hát hay nhất đi. Những bài mà tôi hát đều hay hết. Giờ ông muốn nghe đoạn nào? Lại muốn ương ngạnh nữa rồi phải không đây? Hả? Vậy ông cho tôi ăn no đi. Ăn no rồi tôi mới có sức để hát chứ. Được không? Không được. Có quy tắc của nghề. Tục ngữ có câu, no thổi đói hát mà. Ta cũng không thể phá vỡ quy tắc nghề này được. Bây giờ sao đây? Bây giờ hát trước một bài, hay là chịu bị đổ nước ớt đi? Phụ ba tư ma.
sao lại ngưng rồi? Suốt cả ngày nay tôi không có ăn gì, đâu có sức để hát đâu. Còn dám giở trò với ta sao? Nếu biết nghe lời thì sẽ được cho cơm ăn nước uống, còn nếu ương ngạnh bướng bỉnh thì sẽ có nước ớt uống. Còn muốn nghe hát? Nghe hết đoạn này, tôi cho ông lên Tây Thiên. Bối Lạc Gia, qua đây, lôi tên nhóc này ra ngoài cho ta. Đi. Khoan đã, nói cho ngươi biết, tên nhóc này mà đủ lông đủ cánh rồi thì còn tinh hơn khỉ nữa, phải canh chừng chặt cho ta. Tôi sẽ không rời hắn nửa bước. Đi. Bố Lạc Gia, Dương gia kêu tôi chuyển lời với ngài, hãy mau rời khỏi vùng này, thúc ngựa phi mau trở về kinh thành. Trở lại kinh thành làm gì chứ? Chuyện này Dương gia không nói. Dương gia còn nói gì nữa không? Dương gia không nói gì nữa. Dương gia nói phải tuyệt đối nhớ một điều, không được đốt cháy dinh phủ của Ngô Bá Thiên, nói rằng ngài đã trúng bẫy của ông ta. Trúng bẫy sao? Trúng bẫy gì chứ? Bối Lạc Gia, tiểu nhân thật sự không biết. Nói thật cho ta biết, Đinh Tiểu đã đi đâu? Đi. Đinh Tiểu đi đâu? Đã đi cứu Đỗ lão đại rồi. Cái gì? Bây giờ hai con cứ việc ở đây chờ, trước khi ta về không ai được bước ra ngoài, nghe rõ chưa? Tu Dân, ta giao hai đứa cho cô đó. Bạch Ban Chủ, còn ông? Ta đi coi thử. Ê, Ban Chủ hãy cẩn thận đó. Ngô Trạch thế nào rồi? Bối Lạc Gia, Ngô Trạch đã bị thiêu trụi hết rồi, nhưng mà Ngô Bá Thiên và Chu Sư Gia cả hai đều không lộ diện. Họ rời khỏi Bàn Thành rồi sao? Với tình hình này thì xem ra chắc chắn Ngô Bá Thiên không có ở Bàn Thành, nếu không nhất định sẽ ra trả thù. Ngươi vẫn chưa hiểu được Ngô Bá Thiên. Bối Lạc Gia, bây giờ kế hoạch của ngài là... Nếu bây giờ trở lại kinh thành thì sao đây? Bây giờ mà về kinh thành thì... thì thể diện... Tiến thoái lưỡng nan mà. Mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng rồi, chỉ chờ nghe lệnh của Bối Lạc Gia thôi. Lùi ra trước đi. Dạ. Người đâu? Dạ. Dẫn tên nhóc con nó qua đây cho ta. Ta và ngươi được gặp nhau, thực ra ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, các ngươi có bao nhiêu người ở Bàn Thành. Một điều nữa là, tên tiểu nghịch tử của Trần Cận Nam bây giờ hiện đang ở đâu?
bản đồ, phòng thủ bờ biển. Bây giờ rốt cuộc nằm trong tay của ai? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, chỉ cần ngươi cho ta biết thì ta sẽ thả ngươi ra ngay lập tức. Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không nói cho ông biết. Có thật không? Thật đó. Dám trả treo sao? Nếu còn dám phùng mang trợn mắt nhìn ta như vậy, ta sẽ cho người nhổ hết răng của ngươi đó. Cho dù hôm nay ông có đánh chết tôi cũng đừng hòng có được những gì mà ông muốn biết. Được, tối nay ta sẽ cho ngươi một trận nhớ đời. Dám trợn mắt hả? Đánh đi, cứ đánh đi. Nếu hôm nay tôi xin được ông tha cho thì tôi không phải là đại trưởng phu. Không ngủ được hả? Đỗ lão đại đã bị bắt rồi, Đinh Tiểu mạo hiểm đi cứu huynh ấy, cũng không biết là có cứu được hay không. Thật hối hận vì để đệ ấy đi. Nếu đệ ấy không quay lại thì biết làm sao? Đệ nghĩ sư phụ có tìm được đệ ấy không? Hay cũng không biết. Chờ Nhị Mao và những người khác quay lại, chúng ta còn Thiếu Thiên Hồng và Thiệu Dương nữa. Nhưng điều rắc rối bây giờ là Đỗ lão đại đã nằm trong tay của lão Dận Kiệt đó rồi. Cũng phải, chờ Thiết Bưu trở về, chúng ta sẽ tìm cách để cứu Đỗ lão đại trở lại. Hay, muốn cứu về được không phải dễ vậy đâu. Để sao vậy? Sao cứ than thở hoài? Chỉ trách ta đã không ngăn Đỗ lão đại lại để cho Đinh Tiểu đi. Nếu không thì đâu có như vậy. Hay. Được rồi, đi ngủ đi. Hả? Hay. 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 Đúng là tên cứng đầu mà. Người đâu? Dạ. Mau lôi hắn ra ngoài cho ta. Trừ Nhật là sáng vô đây. Dạ. Tên tiểu tử, thật không hổ danh là sư điệt của ta. Ta không hề nhìn sai ngươi. Cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi. À, tôi lại kêu ông một tiếng sư bá. Ông mệnh danh là cao thủ võ lâm. Núi Thanh Long không thù không oán với ông. Điều Mã Tiểu Hổ trước đây đã làm đều là do Thiết Bưu ủy thác. Xin ông hãy tha cho bọn họ đi, vì không hề liên quan tới bọn họ. Được. Được, lão phu hứa với ngươi. Nhưng ngươi cũng phải hứa với lão phu một điều kiện. Hãy dùng công phu thật của mình để so tài cho thật tốt.
Sư phụ, xin thứ lỗi đồ nhi không tuân lệnh của người. Nếu Thiết Bưu không đấu trận này thì huynh đệ ở núi Thanh Long sẽ gặp phải cảnh khốn khổ. Thiết Bưu sẽ gặp người ở trên thiên đàng. Tới lúc đó con xin tạ tội. Đừng có nói nhiều nữa, xuất chiêu đi. Tiểu tử, ta thấy vết thương của ngươi vẫn chưa hồi phục, hôm khác chúng ta sẽ đấu lại. Tiểu tử, sư bá của ngươi ra giang hồ mấy mươi năm rồi chưa bao giờ lợi dụng ai. Đợi sau khi ngươi đã hồi phục công lực, lúc đó ta sẽ tính sổ với ngươi. Bối Lạc gia, ngài tìm tôi. Mau, lập tức đi tới Băng Thành, kêu Băng Nhi của Đào Hoa Viện tới ngay cho ta. Bối Lạc gia, và lúc này chỉ vì một người phụ nữ mà phải chấp nhận rủi ro, có đáng không? Ngươi thì biết cái gì chứ? Băng Nhi ở Đào Hoa Viện có mối quan hệ đặc biệt với Chu Sư gia. Ta muốn từ miệng của ta biết được nơi ở của Ngô Bá Thiên và Chu Sư gia. Nếu như hai người này không sớm loại trừ, sau này nhất định sẽ có rắc rối. Đệ tử đã hiểu. Bối Lạc gia, nếu như Băng Nhi cô nương không chịu tới thì sao? Nếu như ngươi vẫn còn sống ngày nào thì phải tìm mọi cách đưa cô ta về đây cho ta. Dạ. Qua đó, ngoài việc tìm cách đưa Băng Nhi về đây, nhất định phải dò la tin tức về Ngô Bá Thiên và Chu Sư gia. Bối Lạc gia, tiểu nhân đã cử người ở lại Bàn Thành, chỉ cần có tin tức gì sẽ lập tức báo cáo. Bối Lạc gia còn điều gì căn dặn không? Lui ra đi. Dạ. Mau đuổi theo. Dạ. Đinh Tiểu, nói sư phụ biết Đỗ lão đại đâu? Đỗ lão đại vẫn còn nằm trong tay của Dận Kiệt đang ở bên dưới. Giờ bị Dận Kiệt đánh đập thậm tệ. Đừng sợ, đừng sợ, đã có sư phụ rồi. Hả? Con trai, nói tao biết, con biết tìm đường trở về thành không? Dạ được. Được, con về trước đi, sư phụ đi tìm Đỗ lão đại. Hả? Đừng mà sư phụ, con sẽ đi cùng với sư phụ. Nghe lời ta, về đi. Con trai, con mau lội qua sông, đi về Bàn Thành, nhớ không được dừng lại, không được quay đầu, nghe rõ chưa? Không sư phụ, chuyện này là do con gây ra, người đi đi, để con đánh lạc hướng họ. Con, cái tên vô lại của triều đình kia. Đừng có la hét. Cha của các người ở đây, các người mau ra đây đi, ta đang ở đây, mau ra đây mà đuổi theo ta đi, ra đây đi.
Con trai, ta có phải sư phụ con không? Phải. Con có phải là học trò của ta không? Phải. Con có nghe lời sư phụ không? Có. Ta kêu con đi, con có đi hay không? Không. Đi. Không. Đi. Không. Con đi, không đi. 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 Con không đi. Sư phụ. Đi. Con không đi. Đi. Không đi. Không đi. Đi đi. Không đi. Con không đi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Hạt lĩnh còn. Các đồ nhi còn. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Hạt lĩnh mất, các đồ nhi còn. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Bạch ban chủ, hôm nay ta sẽ cho ông một cơ hội. Chỉ cần ông chịu đặt con dao trong tay của ông xuống và quỳ xuống, ta sẽ tha mạng cho ông. Thế nào? Đừng hòng. Quăng cho ta. Ban chủ, ta khuyên là ông nên quỳ xuống đi. Quỳ xuống sẽ không cho phép như vậy nữa. Ban chủ, tại sao phải chịu khổ như vậy chứ? Chỉ cần buông đao và ngoan ngoãn quỳ xuống thì không phải chịu nỗi đau khổ về thể xác và tinh thần như vậy. Hả? Sư phụ.
Dừng tay. Đinh Tiểu, sao vậy hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Đinh Tiểu, để nói đi chứ. Sư phụ đâu? Đỗ lão đại đâu? Trời ơi, để mau đứng lên đi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sáng sớm để tới đây đã nhìn thấy Đinh Tiểu quỳ ở đây rồi. Dù hỏi gì để ấy cũng không nói. Đinh Tiểu ngoan, mau nói cho tỷ nghe, chuyện gì xảy ra vậy hả? Để mau nói đi, để không nói có phải không? Đinh Tiểu, không có sư phụ là để không chịu nghe lời mà, sau này không ai quan tâm để nữa đâu. Thiếp mời huynh đệ, có chuyện gì sao căng thẳng vậy? Để nhìn thấy binh mã của Dận Kiệt đang tiến về phía của chúng ta, có vẻ không mấy thiện ý. Đi, chúng ta đi coi thử. Để làm gì vậy? Để làm gì vậy hả? Dừng tay lại, dừng lại. Để cho nó chết. Để phải cho nó chết. Để phải cho hắn ta chết. Để phải cho hắn ta chết. Để phải cho hắn ta chết. Để cho hắn ta nổ chết. Để mau đứng lên cho hắn ta nổ chết. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Sư phụ, sư phụ vì muốn cứu đệ, đã bị Dận Kiệt sát hại. Cái gì chứ? Đệ nói lại lần nữa coi. Sư phụ vì muốn cứu đệ, đã bị Dận Kiệt sát hại. Sư phụ phải chết cũng là vì đệ. Đệ quyết phải trả thù cho sư phụ. Hãy
Lần này chúng ta nhất định trả thù cho sư phụ. Phải trả thù. Bạch bang chủ. Bạch bang chủ. Kêu trại chủ của các ngươi ra đây. Mở trại chủ đi vắng rồi. Có chuyện gì cứ nói với ta là được. Kêu trại chủ của các ngươi vào rừng khấu kiếm Bối Lạc Gia. Nếu không sơn trại của các ngươi sẽ không được yên đâu. Đi. Mọi người cẩn thận một chút. Đi mau đi, đi mau. Đi thôi. Ê, để làm sao vậy? Mệt chết đi được, không thể nào nhấc chân lên nổi. Ráng thêm một chút nữa đi, để nhìn ngọn núi phía trước kìa. Vượt qua ngọn núi đó là tới rồi. Được rồi. Để ta dìu đệ nha. Nè, cẩn thận một được chút. Được rồi. Đi. Cẩn thận đó. Ý, ngươi ra mặt rồi sao? Chuyện này không liên quan tới Mã Tiểu Hổ ở Thanh Long Trại. Nếu có điều gì cứ giải quyết với tôi đi. Mã Tiểu Hổ trước đây đã cướp một vạn lượng vàng của ta. Ta cũng đã nói với hắn, số vàng này không hề liên quan gì tới hắn ta cả, kêu hắn trả lại ta. Nhưng mà hắn vẫn không nghe. Ta nói như vậy cũng được. Nếu vậy thì hãy giao những đứa trẻ của Thiên Địa Hội cho ta đi. Nhưng mà hắn rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu như ngươi ra mặt, chứng tỏ là ngươi có thể thay mặt cho hắn giải quyết chuyện này. Đúng vậy. Về chuyện này tôi có thể quyết định được. Hơn nữa, tôi tới là để nói với ông, ông đừng hòng có được điều đó. Tên mũi trâu này tức giận rồi sao? Có biết hậu quả khi từ chối ta là gì không? Vậy thì ngươi muốn biết hậu quả của việc cố chấp hay không? Thiếu Bưu à, niệm tình ngươi là một hảo hán. Nếu như ngươi đồng ý nhận lời ta, sau khi chuyện thành công thì ta sẽ cho ngươi chức quan vệ sĩ tam phẩm nhất đẳng. Còn nếu như ngươi không đồng ý nhận lời ta, ta sẽ giết hết lũ các ngươi. Thiết Bưu ta hầu ngươi. Đúng là cái mạng hèn mà. Người đâu? Có. Bắt hắn cho ta. Dạ. Kêu bọn chúng dừng tay ngay. Hả? Là ngươi sao? Thật to gan, dám giúp đỡ đám loạn thần tặc tử tấn công ta. Ngươi không muốn sống rồi sao? Thiệt bù, ta lại cứu cậu một mạng, cậu không tạ ơn ta đi. Tên Thiệt bù này bắt buộc phải chết trong tay của ta. Tử Lương thượng nhân, ông không sợ A Mã ta? Không sợ A Mã ta hỏi tội ông sao? Hiệu đình liên quan gì tới ta chứ? Lần trước ở Linh Ứng Tự, ngươi đã tước đi cơ hội ta có thể giết chết được Thích Trí Hòa Thượng. Lần này ta quyết không cho ngươi cơ hội nào nữa. Kêu người của ngươi cút đi. Rút cho ta. Rút. Thiệt bồ, ta đã cứu cậu một lần, tha cho cậu một lần, cậu nên biết điều này là tại vì sao chứ. Thiệt bồ, sau này chúng ta sẽ gặp lại.
Thiết Bôn huynh đệ, huynh ổn không? Không vấn đề, tôi đi trước đây, thời gian không còn nhiều, tôi phải tìm một trẻ ở trên đường nữa. Đợi mãi trà chủ quay lại, huynh nói với huynh ấy tất cả tình hình nha. Khi ta về sẽ giải thích với huynh ấy. Được, vậy huynh bảo trọng. Cáo từ. Trà chủ à, Thiết Bưu đi rồi. Đi đâu? Đi đâu hả? Đi tìm mấy đứa trẻ. Các huynh đệ, mọi người mau đi lấy lương khô, lát nữa đuổi theo ta, ta đi theo Thiết Bưu. Đào Hoa Viện. Thì ra chính là vị này. Thật là ngại quá, để ngài đợi lâu rồi. Bằng nhi cô nương ta. Ngài không cần nói nữa, tôi biết ngài tới đây là để làm gì mà. Thế nào hả? Lần này là dẫn tôi đi đâu đây? Không phải đi tới nửa đường rồi là bị người khác cướp nữa chứ? Hả? Không có đâu. Nhưng mà lại phải phiền bằng nhi cô nương đi theo ta một chuyến rồi. Vậy sao? Hả? Cái gì? Quy tắc bây giờ của bổn cô nương là trả tiền trước, sau đó mới nói chuyện. Đi thôi Băng Nhi cô nương. Ngài làm sao vậy, cũng phải cho Băng Nhi trang điểm một chút chứ. Nếu không thì ngài đưa hộp son trong lòng ra, ngài cũng trang điểm chút đi. Cha, Thiết Bưu huynh. Cha, Thiết Bưu huynh, người ở trại nói huynh bị thương rồi, huynh không sao chứ? Nói ra dài dòng lắm, huynh đã tìm thấy bọn nhị mau chưa vậy? Vẫn chưa. Vậy chúng ta đi trước, có gì sẽ nói sau nha. Được, đi. Cha, cha, cha. Còn không mau hạ kiệu. Đi. Đi mau lên. Mau lên. Đi. Mau lên. Để tiền xuống. Đưa tiền nhanh đi. Được rồi, đi đi. Đưa tiền đi, đi nhanh lên. Nhanh lên. Để tiền xuống. Ôi kia. Đi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi tiếp. Nhanh lên. Ôi kia. Đưa tiền nhanh rồi đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Đưa tiền, đưa tiền. Đưa tiền. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi theo ta. Chờ. Nhị mau. Chờ. Thiết Bưu ca. Nhị mau. Thiết Bưu ca. Nhị mau. Thiết Bưu ca. Thiết Bưu ca. Mọi người đều không sao chứ? Không sao, bọn đệ đều không sao. Thiết Bưu ca. Thiết Bưu ca.
Đi. Chà. 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 Thiết Bưu, huynh coi bọn trẻ đều đang ở đây rồi, nói gì đi. Mọi người ăn đi. À, ăn đi, ăn cái này. Đào, ăn đi, ăn đi. Tao muốn lấy cái này. Mau quá, quá đi. Mau ăn đi. Cái này. Mọi người cùng ăn đi. À, được. Ăn cái này nha. Cái này ngon lắm. Ta lấy cái này. Lấy cái này.